Trấn Thành bị xúc phạm khi Trường Giang công bố Nhã Phương mang bầu lần 2, Harry Won liền tỏ thái độ. Sáng 21 tháng 4, Nhã Phương chia sẻ thông tin cô mang thai con thứ hai. Nữ diễn viên nói đây là món quà lớn dành tặng cho Trường Giang vào đúng dịp sinh nhật của anh. Bên cạnh lời chúc mừng, một số dân mạng lại lôi Trấn Thành vào câu chuyện với những lời lẽ khó nghe. Cụ thể trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô thông báo mang thai lần 2 cho Trường Giang. Nữ diễn viên dày công chuẩn bị hộp quà có chứa que thử thai hai vạch cùng phiếu siêu âm rồi nhờ con gái đem tặng Trường Giang. Khi cầm que thử thai, mười khó vẫn chưa tin tưởng. Anh hỏi vợ, que thử thai hả? Hai vạch hả? Thiệt không? Đến khi đã cầm phiếu siêu âm và có hình ảnh, tên tuổi rõ ràng, nam diễn viên hài vẫn giữ thái độ ngờ vực. Thiệt hả? Có bầu thiệt hả? Khi biết chắc là vợ không đùa, Trường Giang rất hạnh phúc. Anh chạy tới ôm Nhã Phương và con gái. Cuối clip, Trường Giang hỏi con gái, con thích em trai hay em gái? Bé Destiny liền trả lời, em gái. Trường Giang cũng mong muốn anh có thêm một cô con gái nữa. Cả hai bố con rất hào hứng nói thêm về thành viên mới trong nhà. Sau đó Nhã Phương còn chia sẻ thêm, chồng và con cô cứ liên tục nói về thành viên nhỏ sắp đến với gia đình. Từ lúc đó, hai cha con cứ ngồi nói mãi về thành viên mới trong nhà, đến mức mẹ Phương phải nhắc nhở nhiều lần mới chịu đi ngủ. Nhã Phương chia sẻ. Trước đó, Nhã Phương nói hạnh phúc với cuộc sống làm vợ, làm mẹ và thấy bản thân trở nên trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo, cân bằng công việc của gia đình tốt hơn. Cô nhiều lần bày tỏ sự cảm ơn với Trường Giang vì đã hết mực yêu thương, chăm sóc vợ con và âm thầm hỗ trợ cô trong công việc. Trường Giang xem việc nấu ăn cho vợ là cách giữ hạnh phúc gia đình và giảm căng thẳng khi vợ chồng mâu thuẫn. Anh quan niệm đàn ông nấu cơm cho vợ là chuyện bình thường. Khi nấu xong, ngồi nhìn người mình yêu ăn một cách hạnh phúc, mình cũng thấy hạnh phúc, anh nói. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều khán giả để lại lời chúc mừng vợ chồng mười khó. Lần này thì khoe luôn cho các báo hết đoán già đoán non. Món quà bự chà bá lửa luôn. Chúc mừng vợ chồng em nhé, nhìn mặt ông kìa, mừng không nói hết kìa. Tuy nhiên bên cạnh lời chúc, không ít dân mạng réo tên Trấn Thành và dùng nhiều lời lẽ khó nghe khiến ai đọc xong cũng nóng mặt. Cũng là đồng nghiệp với nhau nhưng ông này sắp làm bố lần hai, còn Trấn Thành kia kìa, nhã ví cho Trấn Thành đi Trường Giang. Trường Giang tuy không tài năng bằng Trấn Thành nhưng nói về nâng đỡ đàn em thì số 1, luôn sẵn sàng nhường cho đàn em có đất diễn. Ai đi chung với Trường Giang đều thấy nổi lên, còn đi chung với Trấn Thành chỉ toàn làm nền cho Trấn Thành tỏa sáng. Chưa ai thấy trong nhóm chơi chung với Trấn Thành mà nổi cả, được một thời gian rồi mất tích. Chúc mừng Trường Giang thôi, chứ tự dưng mỉa mai Trấn Thành chi vậy mọi người. Ghét thì ghét chứ mang chuyện con cái đi khỉ vậy thấy vô duyên quá chừng. Trong khi ông xã bị anti fan bình luận kém duyên thì Harry Won lại tỏ ra bình thản. Mới đây cô còn lộ diện tại sự kiện và thừa nhận ghen tị với đàn em. Cụ thể chiều ngày 20 tháng 4, Emily đã có buổi họp báo ra mắt album kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nhiều đồng nghiệp thân thiết đã có mặt để chúc mừng nữ ca sĩ như Tóc Tiên, Khả Ngân, Quốc Anh. Trong đó Harry Won cũng đặc biệt góp mặt. Bà xã Trấn Thành cho biết dù lịch trình bận rộn, cô vẫn cố gắng đến chung vui cùng Emily bởi đây là một đàn em mà cô rất yêu quý. Đây là lần hiếm hoi Harry Won lộ diện trước truyền thông và công chúng, giữa lúc Trấn Thành đang vướng những ồn ào liên quan đến phát ngôn hào quang rực rỡ cũng như gây tranh cãi khi những clip nam MC thị phạm cách hát cho thí sinh bị đào lại. Harry Won cũng chỉ chụp ảnh tại thảm đỏ cùng Emily và không chia sẻ thêm nhiều trước truyền thông. Ngoài ra Harry Won còn gây chú ý khi nhắc đến hoa hậu Tiểu Vy. Cụ thể, Emily đã mời Tiểu Vy là khách mời đặc biệt trong MV Kim, lấy cảm hứng từ ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Được biết một trong những lý do Emily quyết định chọn Tiểu Vy góp mặt trong MV là bởi nàng hậu có mệnh Kim. Harry Won sau đó đã chất vấn vì sao cô cũng là mệnh kim nhưng Emily không mời đàn chị vào MV, mà ngang tị với Tiểu Vy này của Harry Won, vì thế đã khiến các khách mời của họp báo bật cười.